Ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội xôn xao về bài viết một nam lái xe ôm công nghệ bị tài xế đi ô tô CRV hành hung giữa đường dẫn đến gãy răng vì không cho vượt. Liên quan tới sự việc, sáng cùng ngày, anh HQN, 29 tuổi, nạn nhân trong vụ việc, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7. Thời điểm đó, anh N đang trên đường đi làm qua khu vực hầm chui Khuất Duy Tiến. Anh N cho rằng đang đi đúng làn đường bên phải của xe máy thì bị ô tô Honda CRV đi sau liên tục bấm còi đòi vượt. Khi anh N không cho vượt thì đến hết hầm chui, chủ xe Honda CRV phóng lên chặn đầu. Anh N kể rằng bị tài xế ô tô đấm 3-4 phát vào mặt. Theo anh N, thời điểm đó tài xế ô tô còn cầm theo một con dao xuống đe dọa. Còn ở trong ô tô, một người phụ nữ nói vọng ra xin vượt mà không cho. Sau khi bị đấm, anh N đã bị rách môi, vỡ răng, phải vào bệnh viện điều trị. Nạn nhân phải khâu 4 mũi. Anh N cũng đã đến cơ quan công an trên địa bàn để trình báo. Ngày 10 tháng 7, một lãnh đạo công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N và đang trong quá trình làm rõ.